huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người ta muốn chứng đạo a tiểu thiên thần nghe chọn bộ tại mê truyện audio com hồng hoang cổ tinh trong vũ trụ mênh mông một khỏa trói lóa mắt sinh mệnh cổ tinh khổng lồ khó mà hình dung cương vực bao la có thể nói vô ngần đông hoang nam lĩnh tây mạc bắc nguyên cùng trung châu trong đó bất luận cái gì một vực tu vi thâm bất khả chắc đại thần thông người cũng khó có thể vượt ngang chớ đừng nói chi là, cổ tinh trên vẫn tồn tại một chút không cũng biết cấm khu, trong đó bộ tự thành một mảnh mênh mông thiên địa. Tỉ như đông hoang đệ nhất cấm khu, đấy là cấm thổ. Lần cận hỏa quốc biên cảnh một mực hướng chỗ mặt trời mọc đi lại, cuối cùng gặp được một mảnh vô biên vô tận đại sơn, giống như đem thiên địa vắt ngang, tạo thành đặc biệt nhỏ thiên địa cảnh sắc nơi này tráng lệ sinh cơ giạt rào thế nhưng lại cực kỳ tĩnh mịch an bình hơn không có bao nhiêu sinh linh dám mạo hiểm mà xâm nhập bởi vì nơi này chính là đông hoang thần bí nhất vô biên cấm thổ nghe đồn mang theo đế lạc chi danh chân chính đệ nhất cấm khu chỉ là ngoại giới mọi người không biết nếu có thể đi qua bên ngoài những thứ này đại sơn tiến nhập đệ nhất cấm khu sẽ phát hiện như là tiến nhập một phương khác thế giới nơi này hoàn cảnh như là mênh mông đại hoang. Mà liền tại này đại hoang chi địa một góc chỗ hẻo lánh, có một phương thế ngoại tịnh thổ một cái cổ xưa sơn thôn, đã không biết bao nhiêu đời cư trú ở đây. Giờ phút này, cái này cổ thôn hiếm thấy 10 điểm náo nhiệt. Cơ tộc cổ thôn, cửa thôn. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể, tiểu thiên thần, dơ lên. Nâng, một đám đứa bé, kêu to, chu lớn, tựa hồ tại hưng phấn ồn áo bọn nhỏ động tĩnh khá lớn, hấp dẫn trong thôn các đại nhân chú ý. Nhất là đề cập đến tiểu thiên thần, cái này ở trong mắt rất nhiều người cực kỳ xem trọng tiểu hài lập tức, trong làng nam nữ già trẻ đều hướng cửa thôn phương hướng tụ tập tới. Bất quá chờ đi vào cửa thôn, thấy rõ phía trước chàng diện về sau, đây là muốn làm gì, đứa bé, người cũng chớ làm loạn. Trong thôn các đại nhân tất cả đều bỗng nhiên giật nảy mình, vội vàng kêu lên nhìn thấy phía trước trên đất trống, một cái tuổi phi thường nhỏ, đại khái một hai tuổi chi phối tiểu oa nhi, đang đưa lưng về phía đám người ngồi cạnh thân thể. Hai bên đưa tay, lục lọi một ngụm to lớn vô cùng bốn chân thanh đồng đỉnh. Xem điệu bộ này, tự hồ là chuẩn bị muốn dung chuyển hắn. Trong thôn các đại nhân có thể nói là một mặt kinh hãi cùng lo lắng, có người liền chuẩn bị tiến lên ngăn lại không cần, nhường hắn thử một chút, lúc này, lão tộc trưởng tới. Hắn có chút già nua, dâu tóc bạc trắng, vẫn như trước tinh thần sung mãn, một đôi hơi híp con mắt lúc này mở ra, cực kỳ có thần. Lão tộc trưởng, nghe được lời của lão nhân, có người muốn nói lại dừng. Không giống với các đại nhân lo lắng, bọn nhỏ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn chỉ là thuần túy muốn xem phía trước đứa bé kia cử đình, có hay không chuẩn bị kỹ càng nha, tiểu thiên thần cũng gần nửa ngày một cái mười tuổi chi phối thiếu niên càng là mở miệng cười kêu một tiếng đừng nóng vội mà tương đương chỉ nghe thấy một tiếng hơi non nớt mà thanh âm thanh thúy truyền đến tiểu nam hài cũng không quay đầu lại mười tuổi thiếu niên còn muốn trêu chọc vài câu hào tiểu tử nguyên lai là ngươi tại mò mẫm khuyến khích phụ thân hắn đã chừng tới dọa đến thiếu niên vội vàng rụt đầu Đợi chút nữa, sau đó giáo huấn ngươi, không tiếp tục để ý tới thiếu niên, tráng niên hán từ nhỏ giọng đối lão tộc trưởng nói ra. Cái này khẩu thanh đồng đình, không chỉ có là trong thôn quy cách lớn nhất, hơn nữa lúc trước càng là tăng thêm một chút bí ngân đúc kim loại thành dụng cụ, trọng lượng trọn vẹn đạt đến nặng 5 vạn cân. Nếu như không sử dụng thần năng, ta đều không thể dung chuyển, tộc trưởng, ngươi cảm thấy hắn mới một tuổi rưỡi, có thể làm sao? nghe được trong tộc tráng niên lão tộc trưởng trong mắt có tinh quang lấp lóe cũng không trả lời lúc này nhìn thấy trên đất trống tiểu nam hài động hắn đứng lên có chút da dáng hơi há ra tay sau đó chuẩn bị ôm lấy đỉnh một chân chỉ là chính bản thân hắn cũng không bằng bốn chân đỉnh một chân thô to cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay dán sát vào dùng sức ôm ổn cái dạng này nhìn có chút vui thú giống như là ghé vào thanh đồng trên đỉnh đồng dạng thế nhưng là tất cả mọi người không cười bọn hắn biết tiểu nam hài muốn thử đứa bé cẩn thận một chút có lão nhân nhịn không được mở miệng nói ra sau đó các đại nhân có chút ngừng thở con mắt chăm chú nhìn xem tiểu nam hài liền liền những thiếu niên kia cũng đều đình chỉ kêu to có chút chờ mong lại có chút khẩn trương tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, lên, tiểu nam hài phát ra một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu, hai tay dùng sức. Đông, to lớn bốn chân đỉnh bị rung chuyển, hắn như cùng ở tại phát run, ngay sau đó toàn bộ đỉnh thân thể lung lay, mặt khác ba chân chậm rãi rời đi mặt đất, khoảng chừng nửa phần. a à, đỉnh thật động, ngẩng lên, thấy cảnh này mười tuổi các thiếu niên kinh ngạc, có tiểu hài nháy mắt, dùng tay lại vuốt vuốt bọn hắn ngay từ đầu chỉ là chơi vui, cũng không có nghĩ qua tiểu nam hài thật có thể làm được. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy Giơ Tác bằng Windows, Puppy Giơ Tác, Windows, Puppy Giơ Tác, Pus, Zonet, 7254X, BGSSP7254U, URL, tốt mà trong thôn bọn thì là có chút sau khi hết khiếp sợ, không khỏi có chút kích động khen hay, nhỏ như vậy liền có thể ôm động cái này năm vạn cân đỉnh, lại lớn điểm, thật là nhiều khủng bố. Có người không nhịn được khen. Bất quá, nam hài lại tự hồ như không hài lòng tự thân mới ôm một chút xíu cao, ê à, hắn lại là một tiếng non nớt kêu to, phảng phất tại đột nhiên phát lực. Tùy theo anh, một tiếng vật nặng xông phá không khí bạo minh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong nam hài tựa như là dùng lực này. huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người ta muốn chứng đạo a à cảm thấy phổ thông thiên phú nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nhìn xem tiểu oa nhi non nớt gương mặt trên cái kia tỷ đấu biểu lộ đen nhánh thanh tịnh đôi mắt chung đầu trí tràn đầy bộ dáng có chút đáng yêu lão tộc trưởng mặc dù có chút không hiểu mình làm sao như thế có cổ vũ tác dụng bất quá hắn không nghĩ nhiều ánh mắt lộ ra ý cười tiếp tục khích lệ vài câu sau rời đi hắn hôm nay có một vị hiếm thấy khách nhân cần chiêu đãi cử đỉnh náo nhiệt xem hết những thôn kia bên trong đại nhân cũng đồng dạng tán đi đương nhiên trước khi đi bọn hắn vẫn không quên một bên khen ngợi một bên sờ sờ cơ thiên thần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đợi đến các đại nhân toàn bộ rời đi, đám kia tránh ở một bên các thiếu niên trong nháy mắt quay chung quanh đi lên. Thật là lợi hại, thiên thần. Đúng thế, tiểu thiên thần, ta cũng 11 tuổi, căn bản lắc cũng lắc bất động chiếc kia đỉnh, ngươi nhỏ như vậy liền có thể, quá mạnh. Chiếc kia đỉnh, nghe nói hạo nguyệt ca cũng là tại 6 tuổi vẫn là 7 tuổi thời điểm dơ lên, đây có phải hay không là nói rõ, tiểu thiên thần thiên phú so hạo nguyệt ca còn mạnh hơn. Không thể như thế so, đây chỉ là bởi vì hạo nguyệt ca năm tuổi mới bắt đầu tu luyện, tiểu thiên thần một tuổi liền bắt đầu tu luyện, thời gian sớm mà thôi. Những thiếu niên này, ngươi một câu ta một câu, đối cơ thiên thần xưng hô không giống nhau, lời nói theo đối với hắn tán thưởng. Biến thành nghị luận hắn cùng cơ hạo nguyệt tương lai cái nào sẽ là trong làng mạnh nhất thiên tài. Cơ thiên thần nghe, trợn trắng mắt quả nhiên là một đám trong làng tiểu hài, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một thôn chi địa. Chỉ là, vẻn vẹn một cái tiểu sơn thôn lớn địa phương, ai mạnh lại có thể đại biểu cái gì? Há không biết thế giới biết bao chi lớn. Thiên kiêu cường giả nhiều không kể xiết. Khỏi cần phải nói, đại hoang trung ương khối kia phồn hoa cổ địa nhân khẩu hơn 10 tỷ, liền không biết từng sinh ra bao nhiêu kinh diễm yêu nghiệt nhân vật mà theo lão tộc trưởng từng lộ ra cái này nghiêm chỉnh phiến đại hoang chi địa hắn kỳ thật có thể gọi chung là đế lạc sơn nghe một chút núi a vẻn vẹn chỉ là núi về phần đế lạc núi ngoại giới mới là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi chân chính ngoại giới đế lạc sơn bất quá hồng hoang sinh mệnh cổ tinh một vực nơi hẻo lánh thôi như thế nghị luận bắt đầu cơ ra mạnh nhất thiên tài đến phồn hoa cổ địa cũng thuộc không lên mạnh nhất đến chân chính ngoại giới không định ra trượt bao nhiêu cấp bậc nghe bọn nhỏ đắm chìm ở trong thôn mạnh nhất cấp nghị luận cơ thiên thần có chút đáng yêu như đại nhân thở dài một hơi ai mọi người đều say ta độc tình bất quá cũng thế chỉ có lắng nghe qua lão tộc trưởng rất nhiều chuyện xưa ta mới hiểu được thế giới nguyên lai như thế lớn con đường tương lai tranh phong sẽ rất kịch liệt hắn nói thầm sau đó hắn cảm thấy thật sự là không thể bản thân thỏa mãn không thể kiêu ngạo nhất là thực lực bản thân cùng phồn hoa cổ địa thiên tài cánh cửa còn kém không ít đón ánh bình minh hắn suy tư thiên tài cánh cửa sự tình không khỏi nhớ tới cái kia đại oa cơ Hạo Nguyệt chính là các đại nhân cùng trong miệng hắn cái kia đại oa, hiện nay cơ gia cổ thôn thiếu niên nhất đại bên trong đệ nhất nhân, cũng là hắn Đường Ca. Vị này Đường Ca năm đó ở cảnh giới thứ nhất thần khiếu cảnh lúc thế nhưng là đạt đến 10 vạn cánh cửa, miễn cưỡng tính được là qua tuyến hợp lệ thiên tài. Mặc dù đối phương chỉ là bình thường thiên tài, thế nhưng rất đáng gờm, dù sao chính cơ thiên thần đến nay không có qua đây hắn bây giờ thể nội thần hóa 360 mai khiếu huyệt, lực lượng vượt qua 9 vạn cân, cự ly cánh cửa còn kém một vạn chi phối. Đợi đến thần hóa cuối cùng ngũ đại mấu chốt khiếu huyệt về sau, nhục thân sẽ có một cái lớn tăng lên, đột phá đến 10 vạn chi lực có lẽ còn là có rất lớn hy vọng miễn cưỡng có thể đuổi kịp vị này đường ca, cũng có thể đạt tới phồn hoa cổ địa thiên tài cánh cửa, cơ thiên thần thở ra một hơi, bất quá ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nỉ non nói nhỏ. Còn chưa đủ nha, nếu như là trong làng cái khác tiểu hài có thể sẽ thỏa mãn, có thể hắn cơ thiên thần là bình thường tiểu hài sao? Hắn làm người xuyên Việt, trải qua lão tộc trưởng chuyện xưa khai thác ánh mắt nhìn rất xa, trí hướng rất lớn chỉ đạt tới cánh cửa chỉ là sánh vai cùng thôn thiên tài cam tâm sao đương nhiên sẽ không cơ thiên thần trong lòng có đoán mục tiêu khóa chặt tại lão tộc trưởng trong miệng phồn hoa cổ địa thiên kiêu trên thân thậm chí đặt ở bản thân trong tưởng tượng chân chính ngoại giới một chút yêu nghiệt nhân vật trên thân vì không kém ai hắn người chậm cần bắt đầu sớm một tuổi liền tự mình bước lên con đường tu hành Khổ cực như vậy nửa năm, mới có như thế chút thực lực, chỉ tranh trong thôn đệ nhất thiên tài. Sau đó tại hậu kỳ trên đường trở thành người qua đường cấp pháo hôi. Trong làng đường ca đều có thể đạt tới 10 vạn. Dựa theo kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết một chút logic, 10 vạn là một cái dây, một chút chân chính kinh khủng yêu nghiệt, quái thai, tất nhiên sẽ vượt xa đường dây này, và URL bằng Windows. Location, Herb, Windows. Puppy giờ tác bằng Windows. Puppy giờ tác Windows. Puppy giờ tác. Push Zonet. 7254X. BGSSP 7254U. URL. Nhất là lão tộc trưởng nói qua, nhân tộc cổ địa cổ đại yếu nhất thiên kiêu nhục thân chi lực cũng đạt đến 10 vạn 8 ngàn lực. Như vậy thế giới bên ngoài như vậy lớn, thậm chí khả năng có 11 vạn, 12 vạn, 20 vạn quái vật cơ thiên thần âm thầm cốt tâm thần là chi dập dờn hắn không biết ngoài núi cấp cao nhất yêu nghiệt có thể đạt tới cái tình trạng gì chỉ có thể hướng cường đại phương hướng nghĩ đồng thời nghĩ biện pháp để cho mình ở đây cảnh giới tận khả năng trở nên cường đại nhất có thể nói trở lại những cái kia đều là chuyện sau đó hiện nay cái thứ nhất tu hành mục tiêu nhỏ vẫn là thần khiếu cánh cửa cái này ngược lại là có thể đem vị này đường ca coi như siêu việt đối tượng cơ thiên thần thanh tịnh đôi mắt lé ra thâm thúy quang mang, không còn suy tư, non nớt khuôn mặt nhỏ bàng vô cùng kiên định. Ngay tại cơ thiên thần suy nghĩ lung tung thời điểm, lão tộc trưởng về tới trong thôn trong nhà đá. Cơ tộc quả nhiên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Một tiếng lời nói từ hư không truyền đến, phảng phất chấn động thiên địa, cấu kết lấy đạo tắc nhưng lại vẻn vẹn giới hạn trong trong nhà đá nhìn thấy thạch ốc trong tiểu viện, một cái vĩ ngạn nam tử uống nước trà, vừa mới lời nói chính là xuất từ hắn khẩu. Hắn ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt bình tĩnh, có thể để người cảm giác được phảng phất một ngồi vô biên núi cao, chung quanh tràn ngập có một loại thâm bất khả chắc khí thế, cường đại đến cực điểm. Mấy người lão tộc trưởng đi vào trong viện, vĩ ngạn nam tử đôi mắt nhìn lại, nói ra đời trước có thần thể, đương đại nghe đồn xuất hiện huyết mạch phản tổ cơ tử, bây giờ xem, lại còn ẩn giấu đi dạng này một vị tiểu thiên kiêu, người mạch này biết bao hưng thịnh. Nam tử nhẹ nhàng cảm thán, lấy thực lực của hắn đương nhiên nhưng nhìn mặc cơ thiên thần cốt linh cùng cảnh giới tu hành. Số tuổi thật rất nhỏ, thế nhưng là thể nội 360 khiếu đã thần hóa, giống như đại nhật. Ở độ tuổi này bước lên con đường tu hành cũng sắp đi đến đệ nhất cảnh, không nói từ xưa đến nay ít có cũng đúng là ngàn năm khó gặp một lần. Để cho người ta kinh diễm, loại này dung nhan cùng biểu hiện đã vượt qua trung ương cổ địa chín thành chín thiên kiêu niên kỳ ấu thời điểm, cơ hồ có thể nói là cùng tuổi đệ nhất nhân. Nam tử lần nữa tán dương lấy cơ thiên thần. Cái này có thể vô cùng ghê gớm. Cần biết, cổ địa thiên chi kiêu tử có thể tất cả đều là có được thể chất đặc thù hoặc là các loại cường đại huyết mạch tồn tại không thiếu thần tử, thánh tử đẳng cấp đường. Nghe được nam tử khích lệ, lão tộc trưởng khóe miệng lộ ra tiếu dung, khiêm tốn nói. Ha ha, chỉ là trong tộc tiểu bối thôi, giờ tương lai lại không cũng biết lại nói những cái kia cổ địa người cũng không phải không cách nào bồi dưỡng được một hai tuổi thần khiếu cảnh tiểu thiên kiêu chỉ là rất nhiều cố ý sau khi áp chế đời bản nguyên muốn nhường bọn hắn chậm rãi rèn luyện cơ sở thôi lão tộc trưởng cảm thấy cái này nhất thời dẫn trước không có cái gì càng là nói mười năm trước một tộc từng xuất hiện một tôn vạn cổ hiếm thấy hỗn độn thể truyền thiết vừa ra đời vạn đạo tương hợp trời sinh trí nhân cảnh bất quá về sau còn không phải bị cố ý phong ấn bản nguyên thẳng đến sáu bảy tuổi mới cho phép chính thức tiếp xúc tu hành khắp nơi đại tộc đại giáo nhóm thế lực cơ hồ đều là dạng này bồi dưỡng hậu bối cơ tộc kỳ thật cũng không ngoại lệ chỉ là cơ thiên thần là một ngoại lệ ai có thể nghĩ tới một cái một tuổi bé con năm đó bất quá là nhìn một lần các thiếu niên tu hành liền bản thân thông hiểu đệ nhất cảnh tu hành pháp bước lên con đường tu hành lão tộc trưởng hồi tưởng đến đây hết thầy, vẫn là đã sợ hãi thán phục lại có lo lắng. Tiểu oa nhi này bước lên con đường tu hành như thế sớm, ta cực kỳ nghĩ mà sợ, rất sợ sẽ bởi vì uẩn dưỡng không đủ, rèn luyện không đủ mà có hại tương lai tiềm lực, trong miệng hắn nói. Nam tử lắc đầu, biểu thị không tán đồng, nội tình chân chính như thế nào ai nói rõ được, mọi người tự có đạo, ta cảm thấy kẻ này hơn phân nửa bất phàm, tương lai tất nhiên sẽ có đại hành động nam tử xem trọng cơ thiên thần nói so sánh dưới vĩ ngạn nam tử thở dài một hơi hắn nghĩ tới bản thân mạch này tình huống so sánh cơ tộc nhân tài đông đúc hắn mạch này hiện trạng thật đúng là một lời khó nói hết huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người ta muốn chứng đạo a à áp lực như núi nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com cửa thôn dưới ánh chiều dương trầm tư cơ thiên thần giờ phút này bị người đánh gãy mạch suy nghĩ tránh ra tránh ra nha một cái so cơ thiên thần còn muốn nhỏ một tháng nãy oa oa ea gào thét hắn liều mạng chen vào đám người đi vào cơ thiên thần trước người nhìn thấy hai tay của hắn còn ôm một bình thú sữa nãy thanh nãi khí kêu lên Thiên thần ca ta nghe a mẫu nói, người dơ lên đại đỉnh, thật là lợi hại nha, ta cũng nhấc không nổi, quá nặng đi. Cái này nãy oa oa một đôi đen nhánh thanh tịnh đôi mắt bên trong, tràn đầy vui vẻ cùng nhìn thấy thần tượng quang mang. Xem ra, hắn thật cực kỳ thích cùng sùng bái cơ thiên thần. Bất quá cơ thiên thần khi nhìn đến cái này tiểu biểu đệ về sau, khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái gặp qua vị này đáng yêu biểu đệ trong lòng của hắn lại xác định một lần thiên phú của mình kỳ thật không tính là gì nhất định phải cố gắng nghĩ biến mạnh lên nếu không đừng nói cùng trung ương cổ địa cùng ngoại giới chân chính thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong cũng đừng nói đuổi kịp thiếu niên đường ca nói không chừng không bao lâu tự thân cũng đã bị tiểu biểu đệ siêu việt cơ thiên thần thế nhưng là biết chính mình cái này nhỏ một tháng biểu đệ thiên phú mạnh đến mức nào hắn không riêng gì vừa ra đời liền có thể đầy đất chạy loạn, mà lại vẻn vẹn một tuổi liền có thể dơ lên ngàn cân đỉnh. Wow, lúc trước nghe nói tin tức này lúc cơ thiên thần cũng sợ ngây người. Cái thế giới này đứa bé cũng cường đại như vậy nha, đến cùng ai mới là người xuyên Việt nha, nếu không phải cùng thôn lão nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Hắn cũng kém chút hoài nghi cái này biểu đệ có phải hay không thiên mệnh chi tử. Mà loại kích thích này cũng là nhường Cơ Thiên Thần tại nửa năm trước dứt khoát kiên quyết bước lên con đường tu hành nguyên nhân một trong. Không thể không làm như vậy nha, lại không mạnh lên không nói tu hành mục tiêu nhỏ, khả năng liền đáng yêu tiểu biểu đệ cũng chấn không được. Ha ha, tiểu Cơ tử, ngươi cũng muốn học tiểu Thiên Thần nâng khối này cự đỉnh nha, chung quanh có thiếu niên nhìn thấy cái này nãi oa oa, không khỏi bắt đầu đùa hắn nghĩ nha, có thể ta nâng không nổi đến, chỉ có thể nâng cái kia nho nhỏ thạch đỉnh, nãi oa oa cực kỳ ngây thơ nói. Vậy ngươi phải uống nhiều sữa, mau mau lớn lên, như thế liền có thể cùng ngươi tiểu thiên thần ca ca, các thiếu niên chỉ vào trong tay hắn sữa bình, hì hì cười nói. Tốt, đến lúc đó ta cũng muốn dơ lên, nãy oa oa nghe, nghiêm túc gật đầu, sau đó lộc cọc uống một hớp lớn sữa. Các thiếu niên cười cách đó không xa các lão nhân, thấy cảnh này cũng là vui vẻ lộ ra tiếu dung. Ăn thời điểm chú ý một chút tương đương, cơ thiên thần có chút giống tiểu đại nhân, thanh thúy nói. Hắn dùng tay xoa xoa nãi oa oa bên miệng thú sữa, đồng thời trong lòng biết cái này tiểu biểu đệ nói cử đỉnh tuyệt đối sẽ trở thành sự thật, có lẽ ngay tại tương lai không xa. Thật sự là áp lực như núi, trong miệng hắn lẩm bẩm một câu trước mặt đường ca còn không có đuổi kịp liền muốn bắt đầu bị sau lưng tiểu biểu đệ đuổi theo. Phải nỗ lực tu hành nha, cơ thiên thần cảm thấy mình thừa nhận không thuộc về hắn tuổi tác này áp lực. Tiểu thiên thần, tuổi của ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao lại không yêu uống thú sữa đâu. Có đi ngang qua đại nhân nhìn thấy cơ thiên thần rõ ràng là tiểu oa nhi, lại cả ngày bày ra tiểu đại nhân bộ dáng khả ái, nhịn không được diễu cợt một câu lập tức dẫn tới vô số người cười ha ha bắt đầu. Hôm sau, kim sắc đại nhật bày vẫy hạ kim quang, dâng lên lấy hào hùng sinh cơ, sâu trong núi lớn tinh khí mười điểm nồng đậm, linh khí như biển, lưu chuyển lên sáng chói hào quang. Cơ tộc cổ thôn như là bao phủ tại đạo vận sen lẫn chỗ, hình như có thụy khí bốc hơi, phẳng phất thế ngoại tiên cảnh, tuyệt đối là hiếm thấy tu hành tịnh thổ. Lúc này, cổ thôn một chỗ, một khối to lớn bàn đá xanh bên trên, cơ thiên thần đang đón mặt trời mới mọc ngồi xếp bằng, hắn thân thể nho nhỏ không nhúc nhích, hô hấp phun ra nuốt vào lấy linh khí, đang yên lặng nhắm mắt tu hành. Giữa thiên địa tinh hoa một hít một thở ở giữa bị hắn hấp thu nhập thể và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy giới Tác bằng Window, Puppy giới Tác, Window, Puppy giới Tác, Push, Zonet. Ít. 7254 ít BGSSP7254U UAL tựa như hóa thành dòng nước ấm, chảy xuôi toàn thân, tư dưỡng toàn thân, sau đó lại tràn vào thể nội một ít mấu chốt khiếu huyệt bên trong, như muốn mở ra môn hộ. Thắp sáng những thứ này ám trầm khiếu huyệt sau gần nửa ngày, trải qua cố gắng của hắn, không biết hấp thu bao nhiêu linh khí tinh hoa, thậm chí tiêu hao trong tay một đống lớn nguyên, hắn ở vào ngực một chỗ khiếu huyệt rốt cục bị hắn đốt sáng lên. Cái kia ảm nhiên khiếu huyệt như đồng hóa là một chỗ nguồn sáng, triệt để thần hóa, so với trước đó, hắn giờ phút này tựa như đại nhật tách ra hào quang trói sáng đồng thời theo thần khiếu bên trong bắt đầu không ngừng tuôn ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, không ngừng phản hồi đi ra, cũng theo huyết dịch tuần hoàn lưu chuyển quanh thân. Cùng cái khác thần hóa thần khiếu hòa lẫn, cộng đồng nhường cơ thiên thần nhục thân càng cường đại. Cơ thiên thần có thể rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này lực lượng tăng lên rất nhiều, ngũ tạng lục phủ của hắn tại bị tẩy lễ, toàn thân da thịt trắng noãn đều muốn lộ ra quang mang nhàn nhạt, khí chất trở nên linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh. Tựa như là quang huy hạ tĩnh tọa thần tử, nho nhỏ tuổi tác đã toát ra một loại khác phong thái. Đợi đến tu luyện lại một hồi, cự ly cánh cửa thêm gần một bước. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người ta muốn chứng đạo A ta đều hiểu nghe chọn bộ tại mê audio com là cơ thiên thần cảm khái thời điểm nơi xa trầm mặc cơ hạo nguyệt giống như cảm nhận được có người đang một mực nhìn xem bản thân theo ánh mắt kia nhìn lại hắn liền thấy được một cái tuổi cực nhỏ xinh đẹp nam hài nhìn thấy tiểu nam hài cơ hạo nguyệt cái này oai hùng bất phàm thiếu niên cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười tiểu thiên thần người cũng tới đón ta cùng bá phụ nhóm sao hắn mở miệng nói nhà tiểu chất tử tới cái kia mau tới đây nhường đại bà ôm một cái. Cơ hạo nguyệt bên cạnh, có cái mái tóc màu đen, thân hình cao lớn uy mãnh, giữ lại dâu ngắn nam tử trung niên, nghe được lời của con trai mình về sau, ngay lập tức tiếng cười to nói. Vốn chuẩn bị chen vào đám người cơ thiên thần, nghe được cái này đại bá, hắn chán tối đen, đột nhiên muốn quay người rời đi. Không biết vì sao, cái này đại bá đặc biệt ưa thích ôm hắn, còn thích trêu chọc hắn, có thể mấu chốt cơ thiên thần nội tâm cũng không phải chân chính tiểu hài tử, cả ngày bị một đại nam nhân là một hai tuổi bé con dỗ dành ôm, quá khó tiếp thu rồi. Không đợi hắn quay đầu di chuyển chân nhỏ, nha, tiểu thiên thần đến rồi, nhanh đến phía trước đến. Bốn phía các thôn dân lúc này cũng là phát hiện phía ngoài đoàn người vây cái kia bị bọn hắn cao lớn vóc dáng ngăn chờ tiểu oa nhi, rất nhiều người vội vàng kịp phản ứng, từng cái tránh ra thân ảnh. Lập tức Cơ Thiên Thần người trước mặt trống không, một cái có thể song song đi ba cái bé con không nói, trực tiếp theo đi săn đội đầu kia kéo dài đến hắn trước người. Ha ha, mau tới đây. Cơ Đại bá thấy rõ ràng Cơ Thiên Thần thân ảnh nhỏ bé, lại là cười kêu một câu. Có lão nhân cũng kêu gọi Cơ Thiên Thần đến phía trước nhất mà cách đó không xa đang cùng lão tộc trưởng cùng một chút tộc lão nhóm nói chuyện dẫn đầu nam tử ngôn ngữ hơi ngừng lại, thân thể chuyển động ở giữa ánh mắt cũng là nhìn lại. Có thể nhìn thấy đây là một cái khí vũ uy nghiêm khinh người nam tử, toàn thân khí huyết kinh người, dù cho thu liễm thể nội cái kia mênh mông thần năng, cũng cho người một loại khí thế cường đại. Hắn chính là cơ thiên thần thế này phụ thân, cơ không? bị các đại nhân nhìn chằm chằm, lại bị các trưởng bối kêu to, cơ thiên thần xem như chạy không được, hắn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cưỡng ép gạt ra tiếu dung, tộc trưởng ra ra, phụ thân. Hạo Nguyệt Đường ca, đại, bá, không tình nguyện di chuyển bước chân, đi tới phía trước, hướng về phía một ít trưởng bối vấn an. Không đợi hắn nói xong, cơ đại bá cười hắc hắc, không để ý cơ thiên thần dẫy dụa một tay lấy hắn ôm, vài ngày không gặp, cảm giác khí lực lại dài ôm lấy cơ thiên thần thời điểm cảm thấy hắn lực lượng trong cơ thể cơ đại bá ánh mắt sáng lên có chút ngạc nhiên nói ha ha kia là đương nhiên người tiểu chất từ hôm qua thế nhưng là làm rất đáng gờm sự tình bên cạnh có lão nhân một mặt ý cười vuốt ve dâu ria nói đồng thời cũng có người nói với cơ không cơ không thật hâm mộ ngươi nha có cái con trai như vậy thiên tài một cái tương lai nói không chừng có thể kế thừa ngươi trong thôn đệ nhất cường giả vị trí đúng nha ta con trai làm sao lại không có lợi hại như vậy mọi người từng cái cũng nhịn không được nội tâm tán dương một trận khích lệ xuống tới cơ không có chút mộng không biết chuyện gì xảy ra tất cả hâm mộ hắn khen hắn nhi tử hắn nhìn một chút lão tộc trưởng cùng một đám tộc lão nhóm vừa vặn phát hiện lão tộc trưởng đối với hắn cười cười sau đó mở miệng nói ra sự tình đại khái cơ không trong lòng giờ khác này rốt cuộc hiểu rõ chính mình cái này nhi tử nguyên lai làm ra việc này khiếp sợ đến người trong thôn một bên khác, Cơ Đại Bá, Cơ Hạo Nguyệt cùng với khác đi săn đội thành viên, theo một mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc thời gian dần trôi qua nghe các loại ngôn ngữ, cũng là biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong thôn nam nữ già trẻ đem Cơ Thiên Thần hôm qua cử tạ đỉnh sự tình nói chơi, không ngừng tán dương. Từng đôi chấn kinh, rung động, kinh ngạc, ánh mắt vui mừng để mắt tới còn bị Cơ Đại Bá mạnh ôm Cơ Thiên Thần những người này đều là đi săn đội cường giả thực lực kia là cường đại cỡ nào giờ phút này tập trung trên người cơ thiên thần nhường hắn cảm giác được vô cùng không được tự nhiên nhất là bọn hắn sáng rực ánh mắt đơn giản giống như là sáng lên bóng đèn lớn phẳng phất muốn đem nhìn thấu cơ thiên thần chỉ có thể lộ ra một vòng lúng túng tiếu dung trong lòng của hắn kêu khổ chuyện ngày hôm qua lại bị nhắc lên mà lại các lão nhân khen quá mức hắn tính là gì? Bé con thế hệ đệ nhất nhân sao? Cái này còn phải xem ở tiểu biểu đệ cái này bé con không có bắt đầu tu luyện phân thượng. Chớ nói chi là thiếu niên thế hệ này bên trong còn có cơ hạo nguyệt đường ca ở phía trước đè ép. Liền cái dạng này, làm sao lại nói hắn phải thừa kế cha hắn thân đời này đệ nhất cường già. Làm tốt tiểu chất tử, không hổ là cháu ta, tương lai nhất định có tiền đồ, và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy tác bằng Window, Puppy tác, Window, Puppy tác, Pus, Zonet, 7254, X, e, BGSSP 7254, U, URL, ha ha, bỗng nhiên cơ đại bá cười ha ha, dẫn tới toàn bộ thôn đều có thể nghe được âm thanh chấn chăm giảm. Nơi xa núi sâu rừng già bên trong, còn có phi cầm hù dọa cái khác đi săn đội cường giả thanh niên, cũng là nhao nhao chật chật tán thưởng, trong mắt có kinh diễm chi sắc. Một tuổi rưỡi bé con, nhẹ nhõm quăng lên năm vạn cự đỉnh, thần hóa thể nội 360 mai thần khiếu. Có cường giả thanh niên trong lòng thầm hỏi, loại này tiểu yêu nghiệt tại cơ tộc ghi chép bên trong nghe nói qua sao? Tại từ xưa đến nay cổ sử bên trong, lại có bao nhiêu? hắn không biết không rõ ràng dù sao trong sự nhận thức của hắn vẫn còn chưa qua loại tồn tại này hắc hắc chờ xử lý con mồi vừa vặn có đầy đủ bảo huyết cho các ngươi những bọn tiểu bối này tẩy lễ đến lúc đó đoán chừng còn có thể tiến thêm một bước cố lên tranh thủ tương lai vượt qua ngươi hạo nguyệt ca cơ đại bá dơ nâng cơ thiên thần sau đó sờ lấy hắn non nớt khuôn mặt nói cơ thiên thần nhếch miệng cường lực phản kháng lấy ma chảo hắn muốn tự do Bên cạnh, Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt còn duy trì chấn kinh chi sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn bản thân cái này tiểu đường đệ, hắn không nghĩ tới tiểu đường đệ vậy mà lợi hại như vậy, sau đó lộ ra tiếu dung. Cảm thấy cao hứng, nghe tới tự thân phụ thân Cổ Vũ Cơ Thiên thần siêu việt mình, lúc Cơ Hạo Nguyệt cũng không như thế nào, chỉ là thân thể thẳng tắp, lộ ra tự tin lại có chút chờ mong muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng mà lại hắn tại cùng thế hệ bên trong đã rất khó tìm đến đối thủ đại nhật dần dần treo cao mặt trời mới mọc đã giữa trời chiếu xạ tại vô biên mãng hoang trong núi lớn cửa thôn vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng bất quá cuối cùng là không còn tập trung trên người cơ thiên thần nam nữ già trẻ nhóm cũng bắt đầu xử lý con mồi lấy máu lột da rút da xương một bên khác cơ thiên thần di chuyển lấy bước chân, đi theo trước mặt cơ không về đến nhà. Cơ không buông xuống cổ cung, trưởng binh, quay đầu nhìn xem con của mình có thể dơ lên chiếc kia thanh đồng cự đỉnh, rất không tệ. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, xen lẫn vui mừng, hài lòng, cùng vui sướng, tại cửa thôn lúc hắn cũng không nói lời nào, giờ phút này lại là mở miệng. Bất quá mới khen một câu, có thể ngươi không thể kiêu ngạo, phải biết thiên ngoại hữu thiên cơ không giọng nói vừa chuyển, muốn lấy, nghiêm phụ, hình tượng nói cái gì, cáo chi nhi tử không cần tự mãn. Chỉ là không đợi hắn nói xong, ta hiểu phụ thân, rất sớm trước đó ta liền nghe tộc trưởng Gia Gia nói qua, cảnh giới thứ nhất nhục thân đạt tới 10 vạn cân mới miễn cưỡng không tệ. Ta cách cánh cửa cũng còn kém chút, sẽ không kiêu ngạo, sẽ cố gắng, cơ thiên thần trực tiếp trả lời. Cơ không sắc mặt sững sờ, cảm giác không phải là tình huống này mới đúng. Hiện tại không phải là tiểu bất điểm nhận toàn tộc ca ngợi giữa lưng bên trong âm thầm vui vẻ, tự đắc mà lâng lâng thời điểm sao? Còn có hắn nói những lời này, không phải là làm nghiêm phụ, mình bây giờ dùng để căn dặn nhi tử sao? Trong lúc nhất thời cơ không đột nhiên cảm thấy, nhi tử từ nhỏ đã hiện ra thần trí bất phàm cũng không tốt lắm, khiêm tốn có độ, đã mất đi làm phụ thân dạy bảo vui vẻ. Bất quá sau đó, cơ không lại kịp phản ứng lão tộc trưởng lúc nào nói nhục thân 10 vạn cân là cánh cửa. Cái nào cánh cửa, cơ không khóe miệng giật một cái. Khá lắm, môn hạm này hắn cũng không có đạt tới, trong thôn ngoại trừ đại tân sinh thiên tài thân có thần thể cơ hạo nguyệt liền không có người đạt tới qua. Bất quá bây giờ, ở vào một loại nào đó cảm giác quái dị hắn, cũng chỉ có thể theo lão tộc trưởng nói nữa, khụ khụ, người biết liền tốt, hiểu. Liền tốt, cái kia bất quá cũng không cần quá để ý, người vẫn là rất tốt, ân, ta đi tìm tộc trưởng bàn bạc điểm chuyện quan trọng. Cơ không trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hai ba câu sau khi nói xong, rời đi phòng. Cơ thiên thần lắc đầu, sau đó suy nghĩ bản thân khi nào có thể đạt tới cánh cửa. Còn có tứ chi mấu chốt khiếu huyệt không có thần hóa, đoán chừng phải hoa ba bốn ngày, ai, tốc độ hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng A, trong lòng của hắn thầm nghĩ sau đó trong sân bắt đầu dùng thích hợp hắn hình thể một chút đặc chất gỗ binh khi bắt đầu rèn luyện chiêu số. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người ta muốn chứng đạo A tắm thuốc tẩy lễ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, mặt trời đỏ rơi về phía tây. Dư huy in nhuộm lấy thiên không, ánh nắng chiều vãi xuống đến, cho thôn trang trải lên một tầng nhàn nhạt hào quang, giống như viễn cổ thần miếu, thần thánh, an lành, yên tĩnh thần sơn lớn rừng ở giữa, hổ khiếu vượn gầm, tại khác loại tiên bố thế gian hết thầy sắp đưa về tĩnh mịch ban đêm. Đống lửa nhảy lên, trong làng nam nữ già trẻ cũng đoàn tụ một đường, mười điểm náo nhiệt. Các thôn dân rất vui vẻ. Hôm nay đi săn đội mang về đầy đủ đồ ăn, trong đó không chỉ có man huyết cự tượng loại này quái vật khổng lồ, còn có giao long, tỳ hưu mấy người thái cổ di chủng, đều là hiếm thấy con mối. Kỳ thật việc này truyền ra ngoài rất khó tin tưởng, sẽ cho người chấn kinh. Phải biết giao long, tỷ hưu loại này cấp bậc hung thú, cho dù huyết mạch không thuần cũng đều thập phần cường đại, đổi lại người bình thường ai dám đem làm con mồi. Mà cơ gia cổ thôn, hai loại này cũng săn được. Dùng cơm về sau tốt, một đám bé con tới đây cho ta, tiến hành tắm thuốc tẩy lễ cơ đại bá trong thôn mở miệng kêu to lên. Hắn giọng rất lớn, thanh âm toàn bộ người trong thôn đều có thể nghe thấy. "A à, ta không muốn." Một đám không đến 10 tuổi tiểu hài, đại đa số là 6, 7 tuổi tiểu hài, có thể là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, lập tức gà bay chó chạy chạy. Bọn hắn bốn phía ẩn núp. "Nhanh lên, đợi lát nữa thế nhưng là hiếm thấy bảo huyết bí dược cũng không nên lãng phí." Bất quá lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng, rất nhiều thanh niên cười đem chạy nhanh bọn nhỏ cho hết bắt được, sau đó từng cái đưa đến lão tộc trưởng bọn người bên người. Ở chỗ này chẳng biết lúc nào dựng lên mấy ngụm cự đỉnh, loại này đỉnh không phải cơ thiên thần trước đó dơ lên cái chủng loại kia, mà là dược đỉnh, trong thôn chuyên môn dùng để nấu đại dược. Giờ phút này, những thứ này trong dược đỉnh, nước nóng sôi trào, lọc cọc lọc cọc đang lan lộn phía dưới liệt hỏa hừng hực, có tộc lão vẫn còn tiếp tục làm nóng, cũng có lão nhân hướng trong đỉnh tăng thêm thảo dược, chân quý hung thú tứ chi, một chút bộ vị xương vỡ chờ. Bọn nhỏ nhìn trước mắt chàng diện, mặt cũng tái rồi, quả nhiên là muốn nấu, bọn hắn. Mà bốn phía, không cần lại tiến hành quá trình này các thiếu niên, thì là nhao nhao lộ ra cười tâu tuét xem trò vui tiếu dung. Nhớ ngày đó, bọn hắn cũng là như thế mặc dù là chuyện tốt có thể quá trình lại chẳng phải hưởng thụ nha hiện tại bọn hắn xem như vượt qua tốt lúc này lão tộc trưởng đem mấu chốt nhất hung thú bảo huyết lấy ra một chút gia nhập dược đỉnh bất quá mỗi một chiếc cũng không có để vào quá nhiều bởi vì sợ không có thần hóa khiếu huyệt bọn nhỏ không chịu nổi hắn nhìn xem mỗi khẩu trong đỉnh trở nên sền sệt hiện ra quang trạch dược dịch cảm giác không sai biệt lắm sau gật đầu cũng tiến vào đi lời nói rơi xuống một số đại nhân nhóm không bằng bọn nhỏ kịp phản ứng trực tiếp đem bọn hắn ném vào trong đỉnh a à, đau quá nha bị ném vào trong dược đỉnh từng cái đứa bé tất cả đều kêu to lên có dãy ruộng lấy nghĩ leo ra bất quá lại bị đỉnh bên cạnh đại nhân cho nhấn trở về tắm thuốc tẩy lễ cơ hội cũng coi như rất khó được cái này thế nhưng là chân quý hung thú bảo huyết xương vỡ tăng thêm các loại thảo dược luyện chế dược dịch công hiệu cường đại thuộc về cơ gia cổ thôn một loại đặc biệt phương thuốc hắn không chỉ có thể tăng cường chưa bắt đầu tu hành bọn nhỏ thể chất là bọn hắn về sau đặt vững cơ sở gia tăng nhục thân tiềm năng thậm chí cũng có thể hỗ trợ bước lên con đường tu hành đứa bé càng nhanh mở ra thể nội thần khiếu tiểu thiên thần, tiểu cơ tử, các ngươi cũng tới. Mà ngay tại một bên nhìn xem một đám hùng hài tử chu lên cơ thiên thần cùng thất tha thất thểu đi theo một bên hiếu kỳ cơ tử, giờ phút này cũng là bị gọi tới. Lão tộc trưởng là hai người bọn họ nhỏ nhất nhưng lại đặc thù bé con, cố ý chuẩn bị hai cái lớn nhất định. Bên trong dược dịch cuồn cuộn ở giữa, giống như hiện ra từng đạo hào quang, có tinh khí dâng lên mà ra, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy tất cả đều là cường đại hung thú xương cốt, da thịt, bảo huyết. Trong đó thậm chí có giao long cột sống, tỷ hưu nguyên thủy bảo cốt bộ vị chân huyết. Có thể nói lần này săn giết di chủng hung thú bảo huyết tinh hoa, phần lớn tiêu hao tại cái này hai cái đỉnh loại này nồng độ những hài tử khác khả năng chịu không được, hai người các ngươi có thể, lão tộc trưởng nói một câu, đem hai người bọn họ riêng phần mình cầm lên, để vào dược đỉnh. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy tác bằng Window, Puppy tác, Window, Puppy giờ tác, năm mươi 7254X. BGSSP 7254U URL tiến nhập trong dược đỉnh, Cơ Thiên Thần không có la hét, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến hành tắm thuốc. Từ khi bước lên con đường tu hành về sau, hắn nửa năm này, cách mỗi một tháng cũng sẽ cùng những cái kia lớn hắn mấy tuổi đứa bé cùng nhau tiến hành một lần tắm thuốc tẩy lễ. Ngược lại là cơ tử, lại là lần thứ nhất. Cơ Thiên Thần nhìn thoáng qua bên cạnh vị này tiểu biểu đệ, phát hiện hắn nho nhỏ trên mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn có thể sặc tiến vào một ngụm nước thuốc thế nhưng lại không có những hài từ khác như vậy cảm giác đau nhức bộ dáng cơ thiên thần trong lòng kinh ngạc vị này biểu đệ biểu hiện cái khác bảy tám tuổi tiểu hài có đã thần hóa mấy cái khiếu huyệt nhưng lại liền thưa thất hung thú bảo huyết cũng không chịu nổi sẽ đau kêu đi ra mà vị này tiểu biểu đệ không có tu hành lại có thể không có áp lực chút nào tiếp nhận những thứ này càng khủng bố hơn bảo huyết tinh hoa thật không hổ là tiểu yêu nghiệt Cơ Thiên Thần thầm nghĩ, sau đó hắn không có chú ý cái khác, trở về tự thân, vừa vặn ta cũng muốn mượn cơ hội này ra tốc thần hóa khiếu huyết, hắn nhắm mắt đem thân thể toàn bộ chìm vào dược đỉnh. Chủ động hấp thu trong dược đỉnh hung thú bảo huyết, tiến hành tu luyện. Nhìn hắn cử động, rất nhiều bọn trong lòng thầm khen trong làng bọn nhỏ, đại đa số ở vào bị động chuyển hóa những thứ này chân huyết năng lực mà cơ thiên thần lại là một cái duy nhất chủ động hấp thu. Đối với cái này lão tộc trưởng hài lòng vuốt vuốt tròm dâu, gật đầu. Bên cạnh cơ không cũng là lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy, lão tộc trưởng buổi chiều nói cũng có nhất định đạo lý, hắn một chút cách làm tựa hồ đánh bậy đánh bạ nhường nhi tử có chí hướng thật xa cùng động lực để tiến tới mặc dù chân tướng sự tình có chút nhường cơ không giờ khóc giờ cười. Hồi tưởng xế chiều hôm nay chàng cảnh, ta nói, lúc nào, a à, có chút cao tuổi lão tộc trưởng bị cơ không hỏi thăm một mặt mờ mịt. Có thể đứa bé xác thực nói là ngài nói cho, còn nói ra đế lạc sơn, trung ương cổ địa, cơ không quái dị nói. Lão tộc trưởng sừng sốt một chút, sau đó khẽ nhếch miệng, hậu chi hậu giác bắt đầu minh bạch một năm trước tiểu thiên thần có thể chạy thời điểm liền từng hướng hắn hỏi thăm một phương thế giới này tình huống lúc ấy hắn cũng mười điểm có hào hứng vì cho tiểu bất điểm khai thác tầm mắt lão tộc trưởng cụ thể miêu tả chân chính thiên địa là như thế nào một cái rộng lớn đại thế giới làm sinh động hình tượng dễ lý giải đem cái này một mảnh chỗ cấm đất thiên địa xưng lạc núi đồng thời lão tộc trưởng còn đem cái này một mảnh đế lạc sơn bên trong từng cái xưa nay hiếm thấy thiên kiêu yêu nghiệt truyền thuyết sự tích lấy ra làm làm phổ thông cố sự giảng thuật chỉ là có đôi khi vì cam đoan cố sự đặc sắc hay là ý tưởng đột phát lão tộc trưởng theo dệt vô cớ ra một ít sự tích trong đó tự nhiên không khỏi sẽ khuếch đại ném một cái ném dẫn đến cùng hiện thực sai lệch hắn thấy dù sao đặc sắc liền xong việc mà lại lão tộc trưởng cảm thấy tiểu bất điểm cũng cực kỳ ưa thích chuyện xưa của mình mỗi lần nghe con mắt cũng lập lòe tỏa sáng vẻ mặt thành thật cùng hướng tới trong đó có nhục thân mười vạn cánh cửa trung ương cổ địa có thiên kiêu như thế nào như thế nào câu chữ hắn thật không nghĩ tới tiểu thiên thần đem những này tưởng thật à, hát, 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 không thể nào lão tộc trưởng đột nhiên lại nhớ tới một lần cuối cùng kể chuyện xưa lúc hắn từng cảm thán để một câu trung ương cổ địa từng có một thế hệ vật lấy phàm thể nửa tuổi ngộ đạo một tuổi nhập tu hành cuối cùng một đường hát vang đăng lâm tuyệt đỉnh tiểu thiên thần tại nửa năm trước bước vào tu hành đường sự tình sẽ không để cho cái này kích thích đi Buổi chiều đối thoại, rõ mồn một trước mắt bây giờ, biết tất cả nguyên do cơ không cùng bên người lão tộc trưởng liếc nhau, trong lòng hai người nắm chắc, hết thảy đều không nói lời nào. Nhìn xem cự đỉnh bên trong bản thân tiểu yêu nghiệt nhi tử, cơ không cảm thán, quả nhiên cuối cùng chỉ là đứa bé, kiến thức không đủ. Lại bị lão tộc trưởng rỗ đến, bất quá không xấu, vậy mà dẫn đạo ra như thế tiềm lực, nói không chừng có thể bồi dưỡng được cố sự cấp tiểu thiên kiêu.